Ruồi vàng và sâu đục quả bưởi diễn. Dưỡng trái giảm rụng và mát trái non này, trái bưởi non. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một số món đang chuẩn bị đi về Ninh Bình để làm việc với cây bưởi, bưởi diễn đang trong thời điểm mà sau đậu trái nhé. Đấy, để phòng trị những cái con như là con ruồi vàng và con sâu đục quả non này. Một chai như này là cái chai ruồi vàng sâu đục quả này, một chai nó pha được khoảng tầm 200 lít nước. Và đây là cái chai mà dưỡng trái giảm rụng cho nở trái, mát bông. Nở trái cân đối, trái lớn cân đối này. Và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cây trong thời điểm nuôi trái nhé. Dùng cho bưởi. Một cặp là một cặp như này các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 200 lít nước bằng với 10 bình đeo lưng. 10 bình đeo lưng loại bình 20 lít đấy. Cái này thì ngoài ruồi vàng và sâu đục trái, các anh chị có thể sử dụng được cả những loại con khác như là con bọ trĩ và con rầy xanh. Cái này nó sẽ giúp cho giai đoạn là nuôi đang ra hoa và kết trái làm mát bông, mát trái, giúp hạn chế rụng hoa và trái non rất cao này. Giai đoạn nuôi trái giúp trái lớn nhanh, trái to, giúp cây chống chịu được bất lợi của thời tiết, nắng nóng và sương muối. Nở trái, trái lớn, cân đối và giảm rụng này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này. Và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.